Hello tất cả anh em nhé. Hôm nay thì bên em lại tiếp tục về những cái mẫu tủ âm thanh rất là cao cấp. Trong đó là có những mẫu tủ size 10U, tủ nhôm và 12U và tủ 12U. Có ngăn mixer, có bàn để máy tính đây. Rất là nhiều mẫu tủ đẹp. Hàng này thì rất cao cấp và nó rất là chắc chắn. Em cũng đã tháo một cái tủ ra và em cũng để mixer vào trong để anh em cùng xem. Và cũng để một cái bàn đây thì chúng ta có thể để máy tính này. Đấy, để những cái thiết bị chúng ta ở trên rất là dễ dàng và thuận tiện đúng không ạ? Đây là những cái mẫu tủ 12U có ngăn mixer này và là cái dòng của vân tổ ong em nhé, vân tổ ong. Hình thức rất là đẹp. Nó rất là cứng cáp. Ở đây thì nhà thiết kế đã thiết kế cái ngăn mixer này nó sẽ cao hơn so với bình thường. Đấy, cao hơn. Để cho chúng ta để mixer vào thì anh em thấy không? Để khi chúng ta đậy che nắng che mưa thì những cái dây rắc ca lông thì nó sẽ không bị đội cái lắp này lên, không bị đội cái lắp này lên, rất là hay, không bị đội cái lắp này lên thì nó rất là đẹp, anh em thấy không? Đấy, hàng này thì quá ok rồi. Đây là em đang để cái bàn mixer 16 line anh em nhé, XA16 Pro mà vẫn còn dư, vẫn thoải mái luôn, rất là rộng rãi. Hàng này thì quá đẹp rồi. Đây là cánh tủ em vừa tháo ra đây. Đấy, cánh tủ này thì đều là vân tổ ong hết. Hàng này xịn sò, quá đẹp luôn. Đấy, và đều có lỉ hết này. Lỉ rất là dày nhá. Lỉ rất là dày, rất là chắc chắn. Tủ cao cấp thì hiện tại thì đang có giá là 2.900.000 đồng cái mẫu tủ này. Đấy, đây là nguyên bản của nó đây. Bọc ni lông đây nhá. Em vừa rồi tháo một cái ra kia đây. Đấy, ok chưa? Rất là phù hợp cho các bác làm sự kiện. Đấy, chiều cao của tủ thì em cũng đo luôn. Về những cái mẫu tủ này, chiều cao của tủ này thì nó rơi vào tầm 91cm, 91-92cm. Đo từ bánh xe nhé, đo từ chân bánh xe. Đấy, đo lên trên, nó rơi vào tầm 91 đi, 91cm. Còn đâu chiều sâu đây. Đây chiều sâu của tủ ấy nhé. Chiều sâu của tủ thì nó rơi vào tầm 68. Đấy, chính xác là 67,5. Đấy, 67,5, ok chưa? Còn đâu chiều ngang này, rất là nhiều anh em muốn xem cái kích thước này thì em đo rất là cẩn thận cho tất cả anh em. Chiều ngang thì lên tới là 53,5, ok chưa? Đó, thì đây là mẫu tủ 12U có ngăn mixer, đang có giá là 2.900.000 đồng, ok chưa? Rất là đẹp, rất là xịn sò và có chân bàn để máy tính này, nhìn nó rất là chắc chắn và nhìn nó rất là chuyên nghiệp. Đó, chỗ này chúng ta để máy tính ở đây, trong thì chúng ta để mixer đúng không ạ? Nhìn nó rất là ok này. Hàng này trên cả tuyệt vời luôn. Giá đang khá là tốt cho tất cả các bác, 2.900.000 đồng chưa gồm phí ship nhé. Đấy. Bình thường thì những cái tủ khác là cái ngăn mixer này nó sẽ rất là thấp. Đó. Nó thấp, có nghĩa là nó thấp hơn so với cái tủ này thường thấp hơn tầm 5 cm em nhé. 5 cm. Chính vì vậy khi mà anh em chúng ta cắm cái rắc này, đây, em sẽ tháo ra. Khi em cắm cái rắc cao đông này vào nhá, ok chưa? Đó, thì nó sẽ bị đội. Cắm thì chúng ta đậy cái lắp này vào thì nó sẽ không đậy được. Nhất là trời nắng hay trời mưa mà em chơi ngoài trời ấy, thì nó rất là bất tiện. Chính vì vậy là đợt này thì em đã thiết kế là nó sẽ cái ngăn này nó sẽ cao hơn 5 phân anh em nhé, cao hơn 5 cm. Thì khi chúng ta đậy vào này, anh em thấy. Khi chúng ta đậy vào đó, thì không bao giờ sợ. Khi em đậy vào đây đó, thì không bao giờ sợ bị ấy nữa. Không bao giờ sợ bị đội đó, đội cái lắp này lên đó. Nó rất là phù hợp em nhé. Rất là thuận tiện. Một trong mẫu tủ rất là đẹp, đáng chơi đó. Ok chưa? Đây. Hàng này thì quá là chắc chắn này. Rất chắc chắn và rất là chuyên nghiệp đó. Đi chơi ngoài trời, trời nắng trời mưa chúng ta để quá là yên tâm đúng không ạ? Đậy vào rất là yên tâm, vô tư thoải mái luôn. Đấy. Rất là xịn sò đúng không ạ? Còn đâu chuyển sang cái mẫu tủ, đây là mẫu tủ 12U này, 12U đây. Đấy, đây mẫu tủ 12U. Đấy, 12U thì cũng có bánh xe này. Bánh xe này nó có cả khóa luôn em nhé, đấy, khóa bánh luôn. Khóa bánh luôn.
xoay được. Đó, xoay 180 độ anh em nhé, xoay thoải mái luôn. Tủ 12U này thì đang có giá là 12U đang có giá là 2 triệu. Đó, 2 triệu. Anh em muốn xem kích thước của tủ 12U thì đây em sẽ đo cho. Đó, tủ 12U mà đo từ bánh xe, từ chân bánh xe này đo lên thì nó rơi vào tầm 67 phân rưỡi nhé, 67 phân rưỡi ở chiều cao. Còn đâu chiều sâu này, chiều sâu thì nó rơi vào tầm 64-65. Ok chưa? 64-65. Còn đâu chiều ngang thì nó rơi vào tầm đây. Em đo luôn chiều ngang. Chiều ngang này thì nó rơi vào tầm khoảng 53 em nhé. 53, chiều ngang tầm 53. Chiều ngang tầm 53 cm. Ok chưa? Hàng này thì rất là ok. Đấy, tủ 10U này. Tủ 10U cũng đo luôn cho các bác. Tủ 10U thì nó 59. Đấy, chiều cao 59. Ok chưa? Nó chỉ cao hơn em nhé. Cao hơn. Đấy, là 59, chiều cao và nó sẽ tủ 10U này nó sẽ thấp hơn tủ 12U một chút. Đấy, cao 59. Còn đâu sâu thì chiều sâu của nó thì tầm 65. À, khoảng tầm 65 cm. Bề ngang thì nó tầm 53 phân rưỡi, nó như nhau hết. À, thì đây là những mẫu tủ rất là đẹp, đợt này về khá là nhiều để cho các bác chơi. Hàng này quá ok rồi. Thì 12U đang có giá là, tủ 12U đang có giá là 2 triệu. À, không bán mixer nhá, 12U không bán mixer, không ăn mixer là giá 2 triệu này. Đấy, tủ 10U 1 triệu 8. Ok chưa? Tủ 10U 1 triệu 8. Chuyển sang cái mẫu tủ 8U đi. Tủ nhựa APS hàng cao cấp này. Đấy. Tủ nhựa APS hàng cao cấp thì hàng này là hàng nhập khẩu. Đấy, đang có giá là rất là tốt cho tất cả các bác, 2.450.000 đồng. Đấy, 2.450.000 đồng một cái tủ rất là đẹp này. Hàng này thì quá ok nhá. Tay xách thoải mái luôn, nhìn như là cái vali. Quá đẹp đúng không ạ? Đây đợt này về mới một xe anh em nhé, về 100 tủ. Đây là mới xe đầu tiên. Đó, mới một xe đầu tiên thôi. À, mẫu tủ 6U. Mẫu tủ 6U, tủ nhựa ABS thì đang có giá là 2.250.000 đồng. Đó, thì ok, anh em mà quan tâm đến những cái mẫu tủ nào thì cứ liên hệ trực tiếp với bên em qua số điện thoại bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo. Bộ tủ rất là đẹp, hàng này quá ok luôn, không chê vào đâu được anh em nhé.